Vợ tôi là một Yandy độc đoán. Chỉ vì cô ấy mơ thấy chúng tôi kết hôn, nên cô ấy đã theo đuổi tôi một cách ám ảnh suốt 7 năm. Nhưng tôi không yêu cô ấy. Thậm chí không thể chấp nhận cô ấy. Cuối cùng, cô ấy đã dùng tính mạng của cả gia đình tôi để phải kết hôn với cô ấy. Cô ấy thậm chí còn giam cầm tôi trong một biệt thự, không cho phép bất kỳ người phụ nữ nào tiếp cận tôi. Mẹ tôi đã lén đến thăm tôi và bị cô ấy đánh gãy một chân. Bây giờ anh là chồng tôi. Tôi không cho phép bất kỳ người phụ nữ nào nhìn anh dù chỉ một cái. Kể cả mẹ anh. Để có được trái tim tôi, cô ấy đã dùng mọi cách, nhưng tôi vẫn luôn thờ ơ. Cô ấy tức giận và xấu hổ. Đã tìm một người thế thân giống tôi đến 8 phần để chọc tức tôi. Liễu Như Yên thường xuyên gửi cho tôi những video mờ ám của họ. Ngay khi tôi đang ngồi trong sân xem video, bỗng nhiên bên ngoài sân vang lên tiếng ồn ào. Dạo này cứ 3 ngày 2 bữa lại chạy đến đây. Hôm nay tôi phải xem thử trong biệt thự này rốt cuộc giấu bảo bối gì. Nhưng mà chẳng phải tổng giám đốc Thẩm đã nói rồi biệt sao? Biệt thự này là khu vực cấm của anh ta, không cho phép bất kỳ ai vào sao? Đúng vậy, anh Seo. Em nghe nói trước đây có người chỉ nhìn vào biệt thự một cái đã bị tổng giám đốc Thẩm đánh gãy tay chân, móc mắt đấy. Chúng ta thế này, không có sự đồng ý của anh ta mà tự ý xông phải là không ổn lắm không? Sợ gì chứ, tôi là bạn trai của Như Yên, cô ấy yêu tôi như mạng chắc sống. Chắn sẽ không nỡ trách mắng tôi đâu. Nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài sân, sắc mặt tôi hơi thay đổi, trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành. Liệu Như Yên là kẻ biến thái, tính ban đầu cô ấy chỉ không cho phép có bất kỳ người phụ nữ nào ở bên cạnh tôi. Sau đó phát hiện ra tôi đối xử với cả vệ sĩ trong nhà còn tốt, cô ấy đã tức giận sa thải toàn bộ vệ sĩ trong biệt thự. Nếu như những người bên ngoài sân mà xông vào, em rằng tất cả đều sẽ gặp đại nạn. Tôi vội vàng đứng dậy, muốn đi nhắc nhở bọn họ nhanh chóng rời khỏi đây. Tôi vừa mở cửa, một khuôn mặt giống tôi đến 8 phần đã đập vào mắt. Chưa kịp để tôi lên tiếng, đối phương đã trực tiếp giáng một cú đấm vào mặt tôi. Mặt mũi ghê tởm, từ đâu chui ra cả gan chỉnh sửa giống hệt tôi, lén la lén lút ở chẳng lẽ mày còn muốn cướp người phụ nữ của tao sao? Cú đấm bất ngờ khiến tôi choáng váng đầu óc. Tên khốn kiếp nhà mày, đúng là gan to bằng trời. Nơi này mà loại trai bao như mày cũng dám bén mảng tới sao? Con cố tình chỉnh sửa giống hệt anh Siêu để câu dẫn tổng giám đốc Thẩm, để leo lên vị trí cao hơn, mày đúng là cái loại mặt dày mày dạn. Đến lúc này tôi mới phản ứng kịp, kẻ đột nhiên xông vào đánh tôi chính là thế thân mà Liễu Như Yên tìm được đến Ngô Kiệt Siêu. Lúc này, Ngô Kiệt Siêu đang tràn đầy giận dữ, ánh mắt nhìn tôi như muốn phun ra lửa. Tên khốn kiếp, biết rõ Như Yên yêu tôi đến mức không thể dứt ra, nên nghĩ hết cách để chỉnh sửa giống hệt tôi, muốn làm thế thân của tôi, muốn thay thế tôi. Thái độ của Ngô Kiệt Siêu vô cùng ngạo mạn, nhưng bởi vì anh ta không biết tình hình nên tôi không định so đo với anh ta về cú đấm này, mà tốt bụng khuyên nhủ, nơi này không phải là nơi mà các người có thể đến. Nhân lúc Liễu Như Yên còn chưa tới, các người hãy mau chóng rời khỏi đây đi, nếu không thì ai cũng không cứu thế được các người đâu. Ngô Kiệt Siêu không những không biết điều, ngược lại còn túm lấy cổ áo tôi, giận dữ quát, Như Yên là phụ nữ của tao, có chỗ nào mà tao không thể đến? Giả vờ đuổi tao đi. Chẳng qua là sợ ông chủ chính thức như tao sẽ phá hỏng âm mưu của mày, khiến mày ngay cả trai bao cũng không được làm, đúng không? Hôm nay tao sẽ cho mày biết cái giá phải trả cho việc cướp người phụ nữ của tao. Vừa dứt lời, Ngô Kiệt Siêu đã đạp thẳng một cú vào người tôi. Tôi tức giận định bụng bò dậy đánh trả, nhưng vừa mới đứng dậy đã bị đám anh em của Ngô Kiệt Siêu đè xuống đất. Tôi trừng mắt nhìn Ngô Kiệt Siêu, nói: anh làm càn như chẳng vậy? Lẽ không sợ Liễu Như Yên biết sao? Ngô Kiệt Siêu khinh thường hừ lạnh một tiếng, ngu ngốc. Tao chính là bạch mã hoàng tử mà Như Yên tìm kiếm mấy lâu nay, mà tao chỉ cần bị xuất ra một chút thôi, cô ấy cũng có thể đau lòng đến mức mấy ngày liền không ngủ được. Cho dù cô ấy biết thì đã sao? Chẳng lẽ cô ấy sẽ vì một tên khốn kiếp hạ lưu như mày mà trách mắng tao? Tôi, đám anh em của Ngô Kiệt Siêu cũng cười lạnh phụ họa. Đúng vậy, ai mà chẳng biết tổng giám đốc Thẩm đối với anh Siêu là nhất kiến. Mày chỉ là chứ? Một tên phẫu thuật thẩm mỹ giả mạo cũng xứng so sánh với anh Siêu sao? Anh Siêu à, tổng giám đốc Thẩm là nữ tổng tài xinh đẹp nổi tiếng, xung quanh cô ấy chắc chắn có rất nhiều tên trai bao muốn tiếp cận, muốn câu dẫn cô ấy. Hôm nay chúng ta cứ giết gà dọa khỉ, cắt đứt ý đồ xấu xa của đám trai bao đó. Đúng vậy, cho những kẻ muốn ăn bám đó biết chồng chính thức của tổng giám đốc Thẩm rốt cuộc là ai. Những người này lời nào lời nấy đều ánh mắt hung ác, trông như muốn xé xác tôi ra vậy. Các người tốt nhất nên đi hỏi cho rõ Liễu Như Yên tôi rốt cuộc là ai. Mày chỉ là một tên phẫu thuật thẩm mỹ lén lút lẻn vào biệt thự cũng xứng để tao phải tìm hiểu thân phận của mày sao? Tao là người mà Như Yên yêu thương nhất, là con rể tương lai của nhà họ Thẩm. Mày là cái thá gì chứ, cũng xứng so sánh thân phận với tao sao? Vừa nói anh ta vừa hung hăng quay sang ra lệnh cho đám anh em của mình, cho hắn ta một bài học trước đã. Ngay lập tức đám người đó lao vào đấm đá tôi tủi vội. Chỉ trong chớp mắt, tôi đã bị đánh gục xuống đất. Tôi cố nhịn cơn đau dữ dội, hét lớn: dừng tay, tôi là chồng của Liễu Như Yên. Nghe thấy lời này của tôi, tất cả mọi người đều dừng động tác lại. Ngô Kiệt Siêu đứng một bên, nhíu mắt nhìn tôi: mày nói mày là chồng của Như Yên? Đúng vậy, anh chỉ là thế thân mà cô ấy tìm được thôi. Nếu để cô ấy biết các người đối xử với tôi như cô vậy, cô ấy nhất định sẽ không tha cho các người tôi đâu. Tôi nói ra sự thật, nghĩ rằng Ngô Kiệt Siêu sẽ dừng tay, nhưng không ngờ bọn họ lại đồng loạt cười phá lên. Tên ngốc này muốn ăn bám đến phát điên rồi. Dựa vào việc bản thân có chút giống anh Siêu, liền ở đây ăn nói hàm hồ, nói anh Siêu là thế thân của hắn ta. Bên ngoài ai mà chẳng biết tổng giám đốc Thẩm đi đâu cũng dẫn theo anh Siêu. Mày chỉ là một tên phẫu thuật thẩm mỹ lén lút lẻn vào đây, lại dám tự xưng là chồng của tổng giám đốc Thẩm. Ngô Kiệt Siêu cong môi, lộ ra nụ cười nham hiểm: ta còn tưởng mày có thể chỉnh sửa giống hệt tao. Tôi dẫn được Như Yên thì chắc chắn phải có chút bản lĩnh, không ngờ mày lại là một tên ngu ngốc không có nào. Tao và Như Yên ở bên nhau lâu như vậy, còn chẳng biết cô ấy có chồng. Mày có mấy cái mạng, lại dám nói ra những lời vô lý như vậy. Nếu mày thật sự là chồng của cô ấy, sao có thể không ai biết đến? Lại còn một mình sống trong căn biệt thự hoang vắng này. Nói xong, Ngô Kiệt Siêu cầm lấy chiếc xẻng sắt trong sân, bước tới trước mặt tôi: giữ hắn ta lại cho tao, hôm nay tao phải dạy cho hắn ta một bài học. Nghe vậy, đám anh em của anh ta lập tức đè chặt tôi xuống. Nhìn thấy Ngô Kiệt Siêu giơ cao chiếc xẻng trong tay, toàn thân tôi bị đè chặt đến mức không thể động đậy. Tôi hoảng sợ gào lên: tôi thật sự là chồng của Liễu Như Yên. Không tin các người gọi điện thoại hỏi tôi, gào hết hàng cả giọng, nhưng không một ai để ý. Ngô Kiệt Siêu trực tiếp vung xẻng đập mạnh vào người tôi,
Rắc. Cơn đau dữ dội ập đến, khiến tôi đau đến toát mồ hôi lạnh. Xích chút nữa thì ngất đi. Còn cứng miệng sao? Cái loại như mày cũng xứng tự xưng là chồng của Như Yên. Đám anh em của anh ta cũng ngửa mặt lên trời cười. Tôi trừng mắt nhìn bọn họ, toàn thân run rẩy hét lên. Các người sẽ phải hối hận. Bị Liễu Như Yên đe dọa, giam cầm nhiều năm trong như lòng vậy. Tôi sớm đã chất chứa đầy ấm. Mà bây giờ tôi lại phải chịu đựng sự sỉ nhục mà tên thế thân này mang đến. Sự tức giận trong lòng tôi trong nháy mắt đã biến thành lòng hận thù sâu sắc. Mô Kiệt Siêu nén chiếc sẻng đi, hung hăng nói. Dám lớn tiếng với tao sao? Đã cái miệng chó của mày không phun ra được những lời tao muốn nghe, vậy thì sau này đừng nói nữa. Lấy dao đây. Một tên đàn em của Ngô Kiệt Siêu vừa bước lên, đưa cho anh ta một con dao, vừa lo lắng lên tiếng. Anh Siêu, nơi này dù sao cũng là địa bàn của tổng giám đốc, chúng ta làm ầm ĩ như vậy có ổn không? Ngô Kiệt Siêu cầm lấy con dao, không chút do dự nói. Có gì mà không ổn? Như Yên là người phụ nữ của tao, là cô ấy chính là nhà tao, tao ở trong chính nhà mình, dạy dỗ một tên khốn kiếp mặt dày mày dạn thôi. Ai dám nói gì tao? Hơn nữa, Như Yên yêu tôi như mạng sống, cho dù tôi muốn mạng của tên ngốc này, cô ấy cũng không nỡ nhớ mày với tôi đâu. Chuẩn bị hậu sự cho hắn. Anh ta Siêu, chúng ta là người đàn ông mà tổng giám đốc thầm yêu đến mức có thể có chuyện gì mà anh ấy không thể làm chứ? Nói không chừng cô ấy còn bị sự dũng mãnh của anh Siêu chinh phục hoàn toàn, tự nguyện gả cho anh Siêu ấy chứ. Tôi nằm trên đất, nhìn con dao đang kề sát mình, không khỏi hoảng sợ kêu lên. Tôi thật sự là chồng của Liễu Như Yên. Các người làm vậy, Liễu Như Yên nhất định sẽ không tha cho các người đâu. Tuy nhiên, lời cảnh cáo của tôi không có tác dụng, ngược lại còn khiến Ngô Kiệt Siêu càng thêm tức giận. Hôm nay tao sẽ phế mày, xem mày còn cứng miệng được nữa hay không. Vừa dứt lời, Ngô Kiệt Siêu đã vung dao xuống. Cơn đau khủng khiếp từ đầu lưỡi lan ra khắp cơ thể. Tôi lập tức mềm nhũn người, không còn chút sức lực nào. Ngô Kiệt Siêu nhìn xuống tôi, khinh bỉ nói. Cái lại như mày, cho dù có phẫu thuật thẩm mỹ giống hệt tao, thì Như Yên cũng không thèm liếc mắt nhìn mày lấy một cái. Cô ấy yêu là tao, con người tao. Hiểu chưa? Không phải con chó mèo nào cũng có số hưởng như tao, cũng không phải ai cũng có thể khiến Như Yên động lòng. Vừa nói, anh ta vừa cầm lấy ấm nước trà đang bốc khói trên bàn. Hôm nay, tao sẽ hủy hoại thứ giúp mày ăn xem bám. Xem sau này mày còn ăn bám ai được nữa. Vừa dứt lời, nước sôi đã hắt thẳng vào người tôi. Cơn đau rát bỏng lan ra khắp người tôi. Tôi nằm im trên đất, không còn chút sức lực nào để phản kháng. Tôi muốn lên tiếng, nhưng lại không thể phát ra tiếng nào. Tuy Liễu Như Yên giam cầm tôi ở đây, nhưng cô ấy chưa bao giờ làm tôi bị thương hay động chạm còn yêu tôi. Thương chỉ cần bảo tôi bị sức ra một chút thôi, cô ấy cũng sẽ lo lắng đến mức gọi ngay chuyên gia giỏi nhất đến chữa trị cho tôi. Cho dù tôi không muốn thân mật với cô ấy, cô ấy cũng chưa bao giờ ép buộc cô ấy. Nói cô ấy sẽ chờ cho đến khi tôi tự nguyện trao lần đầu tiên cho cô ấy. Cô ấy nói cả đời này tôi là người đàn ông của cô ấy, cô ấy muốn sinh con cho tôi, cùng tôi sống hạnh phúc đến đầu bạc vậy trăm mà đâu. Bây giờ tôi lại bị Ngô Kiệt Siêu sỉ nhục, đánh mắt của một người đàn ông, sự bất lực và tuyệt vọng bao trùm lấy tôi. Liễu Như Yên, đây là kết quả mà cô muốn sao? Nhìn thấy bộ dạng thê thảm, đám đàn em của Ngô Kiệt Siêu không khỏi hưng phấn lên tiếng. Anh Siêu của Nhiên sinh ra đã có số làm người giàu sang, dạy dỗ người khác cũng thật là cao tay. Đúng vậy, anh xem tên ngốc này lúc nãy còn cứng miệng, bây giờ chắc là không dám câu dẫn phụ nữ nữa đâu. Chúc mừng anh Siêu đã thành công loại bỏ được tên ngốc này, xem sau này còn ai dám tranh giành tổng giám đốc thẩm với anh nữa. Ngô Kiệt Siêu cúi người xuống vênh vào nói, sau này mày cứ ngoan ngoãn làm thái giám đi. Một tên phẫu thuật thẩm mỹ mà cũng dám mơ tưởng cướp Như Yên khỏi tay tao. Thật cười. Lời vừa dứt, Liễu Như Yên đã bước vào lạnh lùng lên tiếng. Các người đang làm gì? Các người đang làm cái quái gì vậy? Vợ tôi là một yên đi độc đoán, chỉ vì cô ấy mơ thấy chúng tôi kết hôn nên cô ấy đã theo đuổi tôi một cách ám ảnh suốt 7 năm. Nhưng tôi không yêu cô ấy, thậm chí không thể chấp nhận cô ấy. Cuối cùng, cô ấy đã dùng tính mạng của cả gia đình tôi để phải kết hôn với cô ấy. Cô ấy thậm chí còn giam cầm tôi trong một biệt thự, không cho phép bất kỳ người phụ nữ nào tiếp cận tôi. Mẹ tôi đã lén đến thăm tôi và bị cô ấy đánh gãy một chân. Nghe thấy giọng nói của Liễu Như Yên, tất cả mọi người đều không khỏi nhìn về phía cô ấy. Ngô Kiệt Siêu, bàn nãy còn vênh váo, hồng hách. Vừa nhìn thấy Liễu Như Yên liền lập anh ta nở nụ cười như gió xuân, bước lên nắm lấy bàn tay trắng nõn của Liễu Như Yên. Như Yên, chẳng phải em đang học khẩn cấp sao? Sao lại có thời gian đến đây vậy? Liễu Như Yên phớt lờ câu hỏi của Ngô Kiệt Siêu, lạnh lùng hỏi ngược lại. Chẳng lẽ anh không biết biệt thự này là nơi tôi nghiêm cấm người khác bước vào sao? Anh đến đây làm gì? Giọng nói của Liễu Như Yên vô cùng lạnh lùng, không hề có chút cảm xúc nào. Đối mặt với câu hỏi của Liễu Như Yên, trên mặt Ngô Kiệt Siêu thoáng hiện lên vẻ lúng túng. Như Yên, em xem, có một tên phẫu thuật lẻn vào biệt thự từ bên ngoài, anh mới đuổi theo vào để bắt hắn ta. Nghe vậy, Liễu Như Yên khẽ nhíu mày. Các người không vào trong biệt thự chứ? Ngô Kiệt Siêu vội vàng xua tay. Không, chúng tôi chỉ dạy dỗ tên phẫu thuật thẩm mỹ đó ở trong sân thôi. Nhìn thấy bầu không khí có chút căng thẳng, đám đàn em của Ngô Kiệt Siêu vội vàng phụ họa. Anh Siêu biết nơi này rất quan trọng đối với cô, tất nhiên sẽ không làm cản đâu. Anh ấy nhìn thấy có người lén lút lẻn vào, lo lắng đến phát điên lên, sợ người đó bất lợi cho cô. Anh Siêu yêu cô quá, cho nên mới nóng vội cô như đừng vậy. Trách anh ấy. Nghe xong những lời này, sắc mặt lạnh lùng của Liễu Như Yên mới dịu đi một chút. Tuy nhiên, giọng nói vẫn lạnh nhạt. Sau này, anh đừng đến nơi này nữa. Ngô Kiệt Siêu tỏ vẻ khó hiểu. Tại sao? Anh thấy nơi này rất tốt. Để hoang phế như vậy thì thật đáng tiếc. Hay là sau này em cho anh chuyển đến đây ở đi. Khi nói câu này, Ngô Kiệt Siêu nhìn Liễu Như Yên với ánh mắt đầy mong đợi, giống như một con thú cưng đang chờ chủ nhân gật đầu đồng ý. Nhưng khuôn mặt vừa mới dịu lại của Liễu Như Yên lại đột nhiên lạnh như băng. Thấy vậy, Ngô Kiệt Siêu ngẩn người ra, nhẹ giọng hỏi, Như Yên, em sao vậy? Anh có nói gì sai khiến em không vui sao? Liễu Như Yên liếc mắt nhìn cửa sổ phòng tôi, khóe miệng bỗng nhiên nở một nụ cười khiêu khích khó nhận ra. Sau đó, cô ấy đưa tay lên nhẹ nhàng vèo má Ngô Kiệt Siêu. Không có, chỉ là em cảm thấy anh xứng đáng sống ở một nơi tốt hơn. Nơi này quá tồi tàn, anh muốn ở thì cũng phải ở biệt thự Liễu gia. Khi nói câu này, ánh mắt của Liễu Như Yên có ý hay vô ý đều nhìn về phía cửa sổ phòng tôi, dường như cô ấy đang mong đợi tôi có thể nhìn thấy cảnh tượng nhìn này thấy hành động của Liễu Kiệt Siêu. Nghe thấy câu nói này liền cười tê tết. Thật sao? Em thật sự cho phép anh đến biệt thự Liễu gia ở sao? Biệt thự Liễu gia là nhà tổ của nhà họ Liễu, chỉ có người nhà họ Liễu mới có tư cách bước vào. Lời nói của Liễu Như Yên không khác gì đang muốn Ngô Kiệt Siêu trở thành người nhà họ Liễu. Điều này khiến Ngô Kiệt Siêu, kẻ luôn muốn trở thành con rể, vui mừng đến phát cuồng. Liễu Như Yên gật đầu ý vị thâm trường nói,
Tất nhiên, ai bảo anh ngoan ngoãn như vậy chứ? Không để ý đến Ngô Kiệt Siêu đang nói gì. Liễu Như Yên tiếp tục nói, nơi này là khu vực cấm của tôi. Hôm nay, nếu không phải nể mặt anh, thì đám đàn em của anh đừng hòng sống sót rời khỏi đây. Liễu Như Yên nói câu này nhẹ tênh, nhưng lại khiến đám đàn em kia sợ hãi đến mức nhảy dựng. Bọn họ đều biết Liễu Như Yên là người hành động rất nói một là một, hai là hai. Ngô Kiệt Siêu, dưới ánh mắt sợ hãi của đám đàn em, nắm tay Liễu Như Yên, nói, anh biết em yêu anh nhất mà. Liễu Như Yên mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi, anh biết em thích anh nhất ở điểm nào không? Ngô Kiệt Siêu nhìn Liễu Như Yên bằng ánh mắt dịu dàng. Điểm nào? Liễu Như Yên nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Ngô Kiệt Siêu, ánh mắt say đắm nói, em thích nhất là lúc anh dùng khuôn mặt này nói yêu em. Lời tỏ tình bất ngờ của Liễu Như Yên khiến Ngô Kiệt Siêu có chút ngại ngùng. Ngay sau đó, anh ta chợt bừng tỉnh, nhanh chóng chạy đến trước mặt tôi, kéo tôi, người đang thoi thóp, đến trước mặt Liễu Như Yên, vênh vào nói, em yêu. Chính là tên phẫu thuật thẩm mỹ này dám nèn vào biệt thự. Anh đã thay em dạy dỗ hắn ta một trận rồi. Lúc này, cả khuôn mặt tôi đã sưng vù, trông thật thê thảm, đáng sợ. Liễu Như Yên thậm chí còn không nhận ra tôi, ánh mắt nhìn tôi đầy ghê tởm, như thể đang nhìn thấy thứ gì đó dơ bẩn. Ánh mắt cô ấy chỉ dừng lại trên người tôi trong giây lát, sau đó lại nhìn sang Ngô Kiệt Siêu, mỉm cười khen ngợi, dạy dỗ tốt lắm. Nhưng mà sau này, những chuyện như thế này, anh đừng tự mình ra tay nữa. Nhớ đâu anh bị thương, em sẽ đau lòng lắm. Đặc biệt là khuôn mặt này của anh. Liễu Như Yên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Ngô Kiệt Siêu với ánh mắt vẻ mặt say đắm si mê, như thể đang ngắm nhìn báu vật mà mình yêu thích nhất. Nói xong, cô ấy không thèm nhìn tôi lấy quay một cái. Quay sang ra lệnh cho đám vệ sĩ mà cô ấy mang đến, ra ngoài đào một cái hố, chôn người này đi, đừng làm bẩn sân của tôi. Giọng điệu của Liễu Như Yên thản nhiên, như thể việc đào hố chôn người đối với cô ấy cũng bình thường như việc ăn cơm uống nước vậy. Tôi muốn kêu lên, muốn dãy giụa, nhưng lưỡi bị cắt, máu chảy nhiều, sức lực cạn kiệt, tôi căn bản không thể mở miệng, chỉ có thể nằm co quắp trên đất, thoi thóp thở, để mặc cho hai tên vệ sĩ kéo lê tôi ra ngoài. Vắng lặng, ánh mắt của Liễu Như Yên vẫn luôn có ý hay vô ý liếc về phía cửa sổ phòng tôi, có lẽ là bởi vì không nhìn thấy bóng dáng mà cô ấy muốn thấy. Cô ấy dần trở nên bồn chồn. Ngay sau đó, cô ấy nhìn Ngô Kiệt Siêu với ánh mắt đầy thất vọng. Cô ý cao giọng nói, anh Siêu, bây giờ em sẽ đưa anh đến biệt thự Liễu gia xem thử. Nếu anh thích, hôm nay chúng ta sẽ chuyển đến đó ở luôn. Nghe vậy, Ngô Kiệt Siêu vui mừng khôn xiết, vội vàng nắm tay Liễu Như Yên đi ra ngoài. Tuyệt quá, chúng ta đi ngay thôi. Anh nóng lòng muốn được sống cùng em rồi. Liễu Như Yên, dưới sự thúc giục của Ngô Kiệt Siêu, chậm rãi bước ra khỏi sân. Cô ấy vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại, nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng của tôi ở cửa sổ. Cảm giác bị phớt lờ hoàn toàn, khiến Liễu Như Yên, người vốn đang giận dỗi, càng thêm khó chịu. Cô ấy đột nhiên xa sầm mặt, dừng bước lại, phất tay Ngô Kiệt Siêu ra, quay người chạy vào biệt thự. Vừa vào biệt thự, cô ấy đã nhanh chóng mở cửa phòng tôi. Anh thật sự không quan tâm. Lời nói của Liễu Như Yên đột ngột dừng lại, bởi vì trong phòng trống không. Cô ấy nhíu mày, không cam tâm tìm kiếm khắp nơi trong biệt thự, không bỏ sót bất kỳ ngóc ngách nào, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của tôi đâu. Liễu Như Yên bước ra khỏi biệt thự, nhìn chằm chằm vào Ngô Kiệt Siêu với ánh mắt lạnh, hỏi, người trong biệt thự đâu? Giọng nói của Liễu Như Yên tràn đầy sự tức giận bị kìm nén, như thể sắp bùng nổ bất cứ lúc nào. Ngô Kiệt Siêu ngơ ngác, bối rối hỏi, người nào? Ngoài tên phẫu thuật thẩm mỹ giống hệt anh ra, anh không thấy ai khác trong biệt thự cả. Nghe vậy, sắc mặt Liễu Như Yên đột nhiên biến sắc. Phẫu thuật thẩm mỹ giống anh? Ý anh là tên đó trông rất giống anh. Ngô Kiệt Siêu thản nhiên nói, đúng vậy, cho nên anh mới dạy dỗ hắn ta một trận nhớ cái loại đó. Biết em thích anh, đã cố tình phẫu thuật thẩm mỹ cho giống anh, mơ tưởng dùng cách đó để câu dẫn em, thay thế anh, thậm chí còn nào tưởng tự xưng là chồng của em. Em nói xem, có nực cười không? Vừa nói, Ngô Kiệt Siêu còn cố ý cười nhạo một tiếng. Nhưng lúc này, sắc mặt Liễu Như Yên đã khó coi đến cực. Cô ấy đột nhiên quay người, như phát điên chạy ra khỏi sân. Như Yên, Như Yên, em đi đâu vậy? Ngô Kiệt Siêu vừa khó hiểu gọi với theo, vừa sải bước đuổi theo. Đám đàn em cũng vội vàng chạy theo. Liễu Như Yên, người luôn đoan trang, điểm tĩnh, lúc này lại như mất hết lý trí, khuôn mặt tràn đầy lo lắng. Cô ấy đã nhìn thấy ở bãi đất hoàng vệ sĩ đang lất đất trong người. Cô ấy vội vàng chạy đến, đẩy hai tên vệ sĩ ra, cầm lấy xẻng, điên cuồng đào bới. Hai mắt cô ấy đỏ hoe, lo lắng đến cực độ. Sau khi đào tôi lên, cô ấy lập tức lau sạch máu và đất cát trên mặt tôi. Nhìn thấy rõ khuôn mặt của tôi, đồng tử của cô ấy co rút lại, toàn thân run rẩy. Cô ấy đưa tay lên, lo lắng kiểm tra hơi thở của tôi. Thấy tôi vẫn còn thở thoi thóp, cô ấy lập tức quay sang gào lên với hai tên vệ sĩ, nhanh, nhanh gọi xe cấp cứu. Một tên vệ sĩ lập tức lấy điện thoại ra gọi. Ngô Kiệt Siêu vừa chạy đến, nhìn thấy Liễu Như Yên lo lắng cho tôi như vậy, sắc mặt anh ta lập tức trở nên khó coi. Anh ta cau mày, phàn nàn, Như Yên, em vội vàng chạy đến đây, còn gọi xe cấp cứu cho tên ngốc này, là có ý gì? Em quan tâm đến hắn ta như vậy sao? Chẳng phải em nói chỉ yêu mình anh thôi sao? Sao lại ôm tên ngốc này vào lòng? Đối mặt với những lời chất vấn của Ngô Kiệt Siêu, Liễu Như Yên làm như không nghe thấy, ánh mắt cô ấy không rời khỏi tôi, như thể sợ rằng tôi sẽ ngừng thở bất cứ lúc nào. Ngô Kiệt Siêu không thể chấp nhận việc bị phớt lờ hoàn toàn. Anh ta bước nhanh đến, kéo tay Liễu Như Yên, nói, Như Yên, em tỉnh táo lại đi. Anh mới là người em yêu mà. Em quan tâm đến tên ngốc này như vậy, có nghĩ đến cảm nhận của anh không? Tên ngốc này có điểm nào hơn anh? Đám đàn em của Ngô Kiệt Siêu cũng lên tiếng bênh vực anh ta. Đúng vậy, tổng giám đốc này chỉ là phẫu thuật thẩm mỹ cho giống anh Siêu thôi, nhưng dù sao cũng chỉ là kẻ thấp kém, không đáng để mắt tới. Cô đừng vì loại người này mà làm tổn thương anh Siêu chứ. Đúng vậy, hắn ta cố tình phẫu thuật thẩm mỹ giống anh Siêu chính là để cầu dẫn cô. Cô đừng để bị hắn ta lừa gạt. Cô đừng để bị bộ dạng thê thảm này của hắn ta lừa gạt. Đây đều là do hắn ta tự đáng đời. Hắn ta dựa vào việc có chuyện ở đây vinh báo hống hách, còn ăn nói hàm hồ, nói anh Siêu là thế thân loại của người hắn mặt ta. Dày mày dạn như vậy, chôn sống cũng là quá nhẹ nhàng với hắn ta. Cứ mỗi câu bọn họ nói ra, sắc mặt của Liễu Như Yên lại càng thêm đỏ hoe. Của cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi, rõ ràng từng chữ
Anh Phạm, anh yên tâm, hôm nay, những kẻ dám bắt nạt anh sẽ không tha cho bất kỳ ai. Giọng nói của Liễu Như Yên tuy không lại truyền rõ ràng vào tai mọi người. Vẻ mặt mọi người bỗng chốc cứng đờ. Không ai có thể ngờ được rằng Liễu Như Yên lại đột nhiên nói ra những lời như vậy. Ngô Kiệt Siêu trừng lớn mắt, mở miệng nói với vẻ không thể tin được. Như Yên, em đang đùa anh sao? Nghe thấy vậy, mấy tên đàn em của hắn ta lập tức hiểu ra. Siêu ca, Lưu Tổng yêu anh như vậy, sao có thể vì tên mặt nhựa này mà trách phạt chúng ta được? Chắc chắn là anh ta đang đùa thôi. Xem ra tên mặt nhựa này chắc là trai ba mà Lưu Tổng nuôi ở căn biệt thự vùng ngoại ông này, cho nên Lưu Tổng mới quen biết hắn ta. Đúng vậy, Siêu ca, anh yên tâm đi, Lưu Tổng không thể vì một tên mặt trắng ăn bám giả mạo anh mà trách mắng anh đâu. Rõ ràng là anh ta đang dỗ dành tên mặt trắng ăn bám đó thôi. Liễu Như Yên như thể không nghe thấy những lời này, ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào tôi. Trương Phàm, anh đừng dọa em, nói chuyện với em đi. Liễu Như Yên không ngừng gọi tôi, giọng nói mang theo sự lo lắng không thể che giấu. Tôi được cô ấy ôm trong lòng, cảm nhận được cơ thể run rẩy và giọng nói kinh hãi của cô ấy. Ý thức tôi dần dần tỉnh táo, tôi cố gắng mấp môi muốn nói chuyện nhưng khi mở miệng ra, cổ họng chỉ có thể phát ra tiếng khàn khàn, máu trong miệng không ngừng trào ra. Liễu Như Yên lập tức giật mình, vô cùng hoảng sợ nâng mặt tôi lên, run rẩy nói, anh Phàm, lưỡi của anh sao vậy? Tôi không thể trả lời, chỉ có thể nhìn cô ấy với vẻ mặt yếu. Ngô Kiệt Siêu đứng bên cạnh thấy vậy, bực tức nói, vừa rồi tên ngốc này cứ cứng miệng, nên tôi đã cắt lưỡi hắn ta rồi, thế hắn ta còn muốn cướp vị trí của tôi. Tôi tiện thể cho hắn ta đoạn tử tuyệt tôn luôn. Như Yên, em sẽ không trách anh chứ? Nghe vậy, ánh mắt Liễu Như Yên lập tức quay đầu lại, vô cùng đáng sợ. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Ngô Kiệt Siêu, ánh mắt như muốn giết người. Nhưng Ngô Kiệt Siêu lại không cảm nhận được điều gì bất thường. Hắn ta nắm lấy tay Liễu Như Yên, tiếp tục nói, anh biết em rất yêu anh, nhưng không phải ai giống anh. Em đã có anh rồi, không cần phải nuôi loại trai bao giả mạo này. Em muốn gì anh cũng có thể thỏa mãn em. Tên ngốc này chắc chắn là sống không được. Lần này anh sẽ tha thứ cho em. Sau này chúng ta hãy yêu nhau thật tốt, đừng làm anh buồn nữa. Ngô Kiệt Siêu tự cho rằng những lời nói dịu dàng của mình có thể khiến Liễu Như Yên cảm động. Vẻ mặt Liễu Như Yên ngày càng u ám, ánh mắt càng thêm đáng sợ. Cô ấy nở một nụ cười khó hiểu với Ngô Kiệt Siêu. Ngô Kiệt Siêu, có một chuyện tôi quên nói với anh. Trương Phàm là tình yêu đích thực của cũng là chồng tôi. Giọng nói của Liễu Như Yên rất nhẹ nhàng, nhưng lại như một chiếc búa tạ nặng, khiến Ngô Kiệt Siêu kinh hại đến mức ngã khựu xuống đất. Còn tôi thì hoàn toàn bất tỉnh trong khoảnh khắc đó. Liễu Như Yên đã tìm đến những chuyên gia y tế để hỗ trợ cho tôi. Vết thương ở vùng dưới của tôi sau 2 ngày hôn mê, tôi mới từ sau đó. Tôi phải mất nửa tháng tĩnh dưỡng mới được xuất viện. Tôi được Liễu Như Yên đón về biệt thự. Trong biệt thự, Ngô Kiệt Siêu và đám đàn em của tử tù đang chờ bị xử tử. Người thì bẩn thỉu, còn bốc mùi hôi thắm. Vừa nhìn thấy tôi, bọn chúng vốn dĩ đang ngủ rũ đến cùng cực, giống như tìm thấy tia hy vọng, ánh mắt bỗng chốc lóe lên tia kinh. Anh bạn, chúng tôi không biết thân phận của anh, nên mới làm những chuyện như vậy với anh. Không biết thì không có tội, anh hãy tha cho chúng tôi đi. Một tên đàn em của Ngô Kiệt Siêu vội vàng lên tiếng, bề ngoài thì như đang cầu xin sự tha thứ, nhưng thực chất là đang trốn tránh trách nhiệm. Tôi lạnh lùng nói, không biết thân phận của tôi. Ngày hôm đó tôi đã nói rõ thân phận của mình hết lần này đến lần khác. Còn bảo các người gọi điện thoại xác minh, nhưng các người không tin. Còn cắt lưỡi của tôi, lúc đó các người không phải rất ngông cuồng sao? Sao giờ lại không dám thừa nhận? Lời nói của tôi sắc bén, ánh mắt lạnh lùng. Tên đó nghe xong, mặt mày tái mét, không còn lời nào để biện minh. Thấy tôi rõ ràng muốn truy cứu đến cùng, mấy tên còn lại lập tức lo lắng kêu gào, tất cả đều là hiểu lầm thôi. Nếu chúng tôi biết anh là chồng của Lưu Tổng thì có nói gì cũng không dám ra tay với anh đâu. Đúng vậy, giờ anh cũng đã bình phục xuất viện rồi, chuyện này không cần phải truy cứu nữa đâu. Đúng vậy, chúng tôi đều đã bị nhốt hơn 10 ngày rồi, người anh cũng không sao rồi, không cần phải so đo tính toán nữa đâu. Bọn chúng thi nhau nói, giống như bản thân bọn chúng mới tôi là kẻ bạo ngược vô lý. Nhìn bộ dạng giả nhân giả nghĩa của bọn chúng, vẻ mặt tôi càng thêm băng giá, giọng nói cũng lạnh lùng hơn. Lúc ra tay với tôi, các người không hề nương tay, hận không thể giết chết tôi. Bây giờ các người lại nói với tôi không cần phải làm lớn chuyện, không phải nực cười sao? Lời vặn lại của tôi khiến bọn chúng câm nín. Còn Ngô Kiệt Siêu thì hướng ánh mắt cầu cứu về phía Liễu Như Yên. Như Yên, anh ra tay với hắn ta hoàn toàn là vì yêu em, là vì anh quá sợ hãi mất em nên mới làm vậy. Chẳng lẽ yêu em cũng sai sao? Sao em có thể vì chuyện này mà trừng phạt anh? Ngô Kiệt Siêu tỏ vẻ tủi thân, như thể bị oan ức lắm. Hắn ta biết Liễu Như Yên luôn thiên vị mình, mà tôi lại hận hắn ta thấu xương, nên hắn ta trực tiếp bỏ qua tôi, nói chuyện với Liễu Như Yên. Nhưng Liễu Như Yên lại không có chút biểu cảm nào trên mặt, làm tổn thương chồng tôi mà còn muốn yên ổn sao? Nói xong, Liễu Như Yên liền nhìn về phía tôi, nhẹ giọng hỏi, lát nữa có thể sẽ hơi máu me, hay là anh né đi chỗ khác? Trước đây, tôi rất ghét nhìn thấy Liễu Như Yên làm tổn thương người khác. Lần này, tôi không hề thay đổi sắc mặt. Không cần đâu, Liễu Như Yên gật đầu, sau đó đứng dậy, cầm lấy một chiếc rìu sắc bén, tiến về phía đám đàn em của Ngô Kiệt Siêu như thần chết. Khoảnh khắc này, Liễu Như Yên giống như một nữ tướng quân dày dạn kinh nghiệm xa trường. Đám đàn em của Ngô Kiệt Siêu, tên nào tên nấy đều sợ hãi đến mức hồn bay. Đừng hòng cho bọn chúng cơ hội nói nhảm. Liễu Như Yên vung rìu lên, cùng với những tiếng kêu la thảm thiết, tên này đến tên khác ngã xuống đất. Một cơn gió thổi qua, mùi máu tanh nồng nặc ập vào mặt, kích thích não bộ tôi, khiến tôi một lần nữa được chứng kiến sự tàn nhẫn của Liễu Như Yên. Trong căn biệt thự rộng lớn, chỉ còn lại Ngô Kiệt Siêu đang run rẩy, đứng im tại chỗ. Nhìn thấy Liễu Như Yên không ra tay với mình, hắn ta vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Như Yên, anh biết ngay là em vẫn còn yêu anh chắc mà. Chắc chắn là em không nỡ giết anh. Liễu Như Yên lạnh lùng hừ một tiếng, thản nhiên nói, không, tôi chỉ là không muốn anh chết quá nhanh chóng mà thôi. Tôi muốn để anh Phàm tận mắt chứng kiến cảnh tôi từ từ hành hạ anh đến chết. Nghe thấy vậy, nụ cười trên mặt Ngô Kiệt Siêu bỗng chốc đông cứng. Hắn ta liên tục lắc đầu, không, em không thể làm vậy với anh. Anh đã biến mất nhiều ngày như vậy rồi, chắc chắn bố anh đang đi tìm anh. Anh là con trai duy nhất của bố, nếu em giết anh,
Em cũng sẽ gặp rắc rối đấy. Sự đã đến nước này. Ngô Kiệt Siêu đã nhận ra, dựa vào tình cảm chắc chắn sẽ không thể thuyết phục được Liễu Như Yên, nên hắn ta mới lôi bố mình ra. Nghe vậy, Liễu Như Yên khịt mũi khinh bỉ. Anh nghĩ tôi sẽ sợ sao? Nói xong, Liễu Như Yên giơ cao chiếc rìu trong tay, chém thẳng về phía Ngô Kiệt Siêu. Nhưng đúng lúc này, bố của Ngô Kiệt Siêu dẫn theo một đám cảnh sát xông vào. Bỏ rìu xuống, không được manh động. Cảnh sát vừa vào cửa liền chĩa súng vào Liễu Như Yên. Tất cả đều mang vẻ mặt lạnh lùng, hình như chỉ cần cô ấy động đậy sẽ bị bắn chết ngay lập tức. Ông cuối cùng cũng đến rồi. Ngô Kiệt Siêu mừng rỡ, mắt hắn ta rưng rưng nước mắt vui mừng, toàn thân cũng tràn ngập cảm giác như vừa được sống lại. Thậm chí ánh mắt hắn ta nhìn Liễu Như Yên cũng mang theo chút đắc ý. Mau thả con trai tôi ra. Tôi biết nhà cô là Liễu gia có thế lực, nhưng nếu cô dám động đến con trai tôi thì cô cũng đừng hòng sống yên ổn. Mau bỏ rìu xuống,